Cô chào các em học sinh khối 4. Cô rất vui gặp lại các em trong tiết tập đọc của tuần 11. Bắt đầu từ tuần 11, chúng ta sẽ học chủ điểm mới. Đó là chủ điểm có chí thì nên. Mời các bạn hãy quan sát tranh minh họa chủ điểm vẽ những gì. Em hãy mô tả những gì em nhìn thấy ở trong tranh minh họa này nhé. tranh minh họa chủ điểm vẽ một chú bé chăn trâu đứng ngoài lớp nghe thầy giảng bài những em bé đội mưa gió đi học những em bé chăm chỉ miệt mài học tập nghiên cứu tên chủ điểm đã nói lên những con người có nghị lực ý chí sẽ đạt được thành công chủ điểm có chí thì nên sẽ giới thiệu với các em những con người có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập đọc đầu tiên. Mời các em hãy quan sát. Bức tranh vẽ gì? Bức tranh vẽ một chú bé rất là nhỏ, đứng ở ngoài lớp để nghe thầy giảng bài. Đó chính là câu chuyện hôm nay chúng ta học. Ông Trạng Thả Diều là một câu chuyện về một chú bé thần đồng Nguyễn Hiền, thích chơi diều mà vẫn ham học chú đã đổ trạng nguyên khi mới 13 tuổi là vị trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta. Mời các bạn mở sách giáo khoa trang 104 và lắng nghe cô đọc. Ông trạng thả diều Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo xin được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều lúc còn bé chú đã biết làm lấy diều để chơi lên sáu tuổi chú học ông thầy trong làng thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường có hôm chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều sau vì nhà nghèo quá chú phải bỏ học ban ngày đi chăn trâu dù mưa gió thế nào chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ tối đến chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu nền cát bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ còn đèn là vỏ trứng thả đơm đớm vào trong bận làm bận học như thế nhưng cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vuốt tầng mây. Mỗi lần có kỳ thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú, chữ tốt, văn hay, vượt xa các học trò của thầy. Thế rồi, vua mở khoa thi, chú bé thả diều đổ trạng nguyên. Ông trạng khi ấy mới có 13 tuổi. Đó là trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta. Theo Trinh Đường Các bạn vừa nghe cô đọc xong bài Ông Trạng Thả Diều. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau vào hoạt động luyện đọc. Cô và các bạn sẽ cùng nhau chia đoạn nhé. Bài văn sẽ được chia thành 4 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến làm lấy diều để chơi. Đoạn 2 từ lên 6 tuổi cho đến có thì giờ chơi diều. Đoạn 3 từ sau vì nhà nghèo cho đến học trò của thầy. Đoạn 4 là phần còn lại. Cô mời các bạn dùng viết chì để chia đoạn cho cô. các bạn sẽ cùng cô luyện đọc một số từ khó sau đây. Kinh ngạc. Các bạn chú ý đọc lại theo cô nhé. Kinh ngạc. Trí nhớ. Trí nhớ. Nghe giảng. Nghe giảng. Mảnh gạch vỡ. Mảnh gạch vỡ vỏ trứng. Các bạn qua phần giải nghĩa từ ở trang 105. Trạng tức là trạng nguyên người đổ đầu kỳ thi cao nhất thời xưa. Ngày xưa thì triều đình hay tổ chức kỳ thi để tìm người tài giỏi ra giúp nước. Người đổ đầu kỳ thi thì được gọi là trạng nguyên. kinh ngạc là cảm thấy lạ trước điều hoàn toàn không ngờ. Trong bài có một số câu dài, các bạn sẽ cùng cô luyện đọc. Mời các bạn tìm cho cô câu này ở đoạn 3. Sau đó, các bạn sẽ dùng bút chì và ngắt câu giống như thế này cho cô. Đó là sau dấu phẩy, sau dấu chấm phẩy hoặc là ngắt những cụm từ có nghĩa các bạn rèn đọc theo cô nhé đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu nền cát bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ còn đèn là vỏ trứng thả đơm đớm vào trong mời các bạn rèn đọc lại chúng ta vừa luyện đọc xong bây giờ mình sẽ qua phần tìm hiểu bài nhé các em ở phần tìm hiểu bài, cô yêu cầu các bạn hãy đọc bài cá nhân, trả lời các câu hỏi của cô và các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 105. Các em đọc thầm đoạn 1 và 2. Cho cô biết Nguyễn Hiền sống ở đời vua nào, hoàn cảnh gia đình cậu ra sao. nguyễn hiền sống ở đời vua trần thái tông gia đình của cậu thì rất nghèo cậu bé ham thích trò chơi gì cậu bé ham thích trò chơi thả diều lúc còn bé cậu đã biết làm lấy diều để chơi tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của nguyễn hiền đó là Nguyễn Hiền học đến đâu, hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Cậu có thể thuộc 20 trang sách trong ngày mà vẫn có thì giờ chơi diều. Vậy thì ý của đoạn 1 và 2 nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền. Mời các em đọc thầm đoạn 3. Và cho cô biết những chi tiết nào cho thấy nguyễn hiền ham học và chịu khó rồi mời các em xem đáp án của cô nhé nhà nghèo hiền phải bỏ học ban ngày đi chăn trâu chú đứng ngoài lớp ngay giảng nhờ tối đến đợi bạn học thuộc bài rồi mới mượn vở của bạn Sách của hiền là lưng trâu, nền cát. Bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ. Đèn là vỏ trứng thả đơm đớm vào trong. Mỗi lần có kỳ thi, hiền làm bài vào lá chuối khô nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Vậy thì các em thấy Nguyễn Hiền ham học và chịu khó qua các ý sau đây. Đó là chú đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến đợi bạn học thuộc bài rồi mới mượn vở của bạn. Sách của hiền là lưng trâu nền cát bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ đèn là vỏ trứng thả đơm đớm vào trong. Mỗi lần có kỳ thi hiền làm bài vào lá chuối khô nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Giới thiệu với các bạn đây là vỏ trứng. Còn đây là đơm đớm, một loài côn trùng có thể phát sáng. Nguyễn Hiền đã bắt đơm đớm bỏ vào trứng để buổi tối khi mượn vở của các bạn về thì chú dùng cái ánh sáng này soi chữ để mà học bài. Vậy ý của đoạn 3 nói lên đức tính ham học và chịu khó của Nguyễn Hiền. Các em hãy đọc thành đoạn 4 và cho cô biết vì sao chú bé Hiền được gọi là ông trạng thả diều Nguyễn Hiền đã đổ trạng nguyên khi mới 13 tuổi các bạn thấy 13 tuổi là nhỏ lắm nha các bạn và lúc đó vẫn còn là một chú bé ham thích chơi diều vì vậy mà chú được gọi là ông trạng thả diều các bạn hãy cho cô biết, tục ngữ hoặc thành ngữ nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên? Cô có 3 đáp án: A. Tuổi trẻ tài cao, B. Có chí thì nên, C. Công thành danh toại. Mời các bạn suy nghĩ. Các bạn đã có câu trả lời chưa? Sau đây là đáp án của cô. Đầu tiên, cô muốn giải thích ba câu tục ngữ thành ngữ trên: a tuổi trẻ tài cao nghĩa là còn trẻ mà giỏi mà có tài năng b có chí thì nên nghĩa là có ý chí thì nhất định thành công c công thành danh toại nghĩa là đạt được kết quả trên con đường công danh sự nghiệp Vậy thì cả ba câu tục ngữ thành ngữ trên đều có nét nghĩa đúng với nội dung của chuyện. Nguyễn Hiền là người tuổi trẻ tài cao, là người công thành danh toại. Nhưng điều mà câu chuyện muốn khuyên chúng ta đó chính là có chí thì nên. Vậy thì đáp án B, có chí thì nên là đúng ý nghĩa của câu chuyện nhất nha các bạn. Chúng ta vừa mới tìm thêm được một ý nữa. Đoạn 4 là Nguyễn Hiền đổ Trạng Nguyên. Vậy thì từ ba ý trên thì các bạn hãy nêu cho cô nội dung chính của bài. Nội dung chính là câu chuyện ca ngợi Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đã đổ Trạng Nguyên khi mới 13 tuổi. Chúng ta vừa xong phần tìm hiểu bài. Trong phần tìm hiểu bài, bạn nào trả lời đúng với các đáp án của cô thì cô có lời khen các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ qua hoạt động luyện đọc diễn cảm. Bài này thì các bạn chú ý đọc với giọng chậm rãi, nhấn giọng ở các từ nói về đặc điểm, tính cách, sự thông minh, tính cần cù tinh thần vượt khó của Nguyễn Hiền. Đoạn kết của truyện đọc với giọng hào hứng. Đối với những câu văn dài thì chúng ta cần ngắt nghĩ phù hợp. Bây giờ cô và các em sẽ chọn đoạn này để rèn đọc nha. Ông trạng thả diều. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu, hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc cả 20 trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều. Sau, vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai, nhưng sách của chú là lưng trâu nền cát bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ còn đèn là vỏ trứng thả đơm đớm vào trong các em hãy dừng video này lại và rèn đọc cho cô Vậy câu chuyện ông trạng thả diều giúp em hiểu ra được điều gì? Các em đã có câu trả lời cho bản thân mình chưa? Sau đây là gợi ý của cô nha. Đó là câu chuyện giúp chúng ta hiểu phải cố gắng hết sức mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Phải chăm chỉ, chịu khó thì mới đạt được thành công. Giống như ông Trạng Nguyễn Hiền vậy giới thiệu với các bạn đây là đền thờ trạng nguyên nguyễn hiền ở thôn dương a xã nam thắng huyện nam trực tỉnh nam định hiện nay tại đền thờ của ông còn lưu giữ nhiều bài vị sắc phong nhiều câu đối đặc biệt bảo tồn được cuốn ngọc phả nói về sự nghiệp ca ngợi tài năng của nguyễn hiền Tên của ông còn được đặt cho nhiều ngôi trường ở thành phố cũng như các tỉnh thành khác để ca ngợi tài năng, ý chí vượt khó của Nguyễn Hiền. Cô sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số trạng nguyên của nước ta và một số tấm gương vượt khó trong học tập nhé. Giới thiệu với các bạn đây là Mạc Định Chi, ông sinh năm 1272 và mất năm 1346. Mạc Đỉnh Chi từ một cậu bé bán củi, nghèo đã trở thành một trạng nguyên. Còn đây là ông trạng nồi tô tịch. Ông đã vượt khó khăn để học hành và đỗ đạt. Câu chuyện này các bạn sẽ được học ở tiết chính tả ở bài tập 2. Một số tấm gương vượt khó trong học tập như bạn Lê Thị Thẩm học sinh lớp 5A trường tiểu học Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa. Em không có tay, phải dùng chân để viết. Bé Nguyễn Linh Chi, 9 tuổi, học lớp 1, ở Yên Bái. Em không có tay chân, nhưng mà Linh Chi vẫn có thể viết chữ, mang và gấp được một vài đồ vật nhỏ. Còn giới thiệu với các bạn, đây là thu hương ở hà tĩnh em bị bệnh tay chân bị teo nhỏ và suốt năm sáu năm liền thì em vẫn cố gắng vượt qua khó khăn để đạt được lọc sinh giỏi và được thầy cô bạn bè yêu mến còn đây là nhà giáo ưu tú nhà văn nguyễn ngọc ký năm lên bốn tuổi một cơn sốt cao đã khiến cho đôi bàn tay của thầy bị bại liệt sau đó thầy đã vượt qua mọi khó khăn và trở thành người thầy đầu tiên của việt nam dùng chân để viết các em sẽ được học về câu chuyện của thầy ở tiết kể chuyện bàn chân kỳ diệu cô vừa giới thiệu đến các em rất nhiều những tấm gương có ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống vượt qua khó khăn trong học tập Vậy thì trong cái thời gian học online này, cô biết các em có rất nhiều khó khăn, thì cô mong là các em sẽ cố gắng chăm chỉ, chịu khó để vượt qua những khó khăn đó, ngày càng học tập tiến bộ nhé các em. Tiết sau các em sẽ chuẩn bị bài có chí thì nên. Tiết học của cô đến đây là hết rồi, chào tạm biệt và chúc các em luôn khỏe và học giỏi nhé.